Anh ơi, bên anh có loại nào rẻ dành cho sinh viên giá vài trăm cảnh không anh? Rẻ vài trăm cảnh. Được, để đáp ứng nhu cầu này của em, hôm nay anh đã để ngự một con loa ở đây. Con này có model này IS207, có thể hát karaoke được này, để trong phòng được này, nhưng mà phòng mini thôi. Đấy, lại còn hai mic như thế này, không dây. Pin này là pin sạc, mua một lần xài trọn đời. Mic rất là bắt và chỉnh được âm lượng ở trên mic luôn. Này, to nhỏ trên thân mic. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và thay đổi được cái giọng người già trẻ em này. Alo, 6, 7. Alo, 1, 2, alo, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2. Alo, 1, 2. Đấy, rất là nhiều hiệu ứng giọng. Alo, 6, 7. Nghe rất hay. Bây giờ mình đây, rất là nhỏ bé như này. Giá thì rất là bèo bọt, hơn 600 cảnh anh em đã sở hữu ngay một chiếc loa, vừa nghe nhạc, vừa hát được karaoke, song ca đàng hoàng nhé. Mang đi du lịch đi chơi đều được. Con này ấy, mạ vàng, vàng 4.8, 8.4 anh em ạ. Đấy, rất là xịn sò, IS207 này. Lặng khoảng 500g, ai cũng có thể sử dụng được. Đấy, bây giờ mình sẽ thử kết nối Bluetooth, hát karaoke cho anh em mình xem. Đấy, kết nối nhạc. Nhạc nghe rất phê các bạn. Đây, quay gần lại cho khán giả xem này. Đấy. Alo, nghe nhạc rất là hay luôn. Đây, để hẳn dưới đây này. Đây, các bạn nhìn đây. Đấy, nghe rất ấm luôn. Rất là ấm luôn, rất là hay luôn. Nghe phê không các bác? Đấy. Đấy. Đây, anh em làm cần để tỏ hai bên dưới nhá. Anh em nhớ, bây giờ hát này. Giờ ta chẳng còn chi mãi trong tay mà thơ đời bằng gian lắm phú mà tiền có kiếm như được rồi cũng sẽ trôi hết tay con trong tay lại về không đời giữ lưu là thế không biết đến ngày mai lên giờ đây mới đắm cay là la 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 dọi vào đó thấy thật xa quá tan không nhận ra. Anh em lấy hai kết mua về xài được, mua cho tặng được thì sử dụng cái này nhanh nhé. Rồi chào anh em.